Vâng, kính chào bà con. Chào các bạn. Phát live trực tiếp, bình luận trực tiếp sàn chứng khoán theo chỉ số VN Index để cho các bạn cùng nắm được. Vâng. Buổi chiều, phiên buổi chiều ngày hôm nay có một sự khác biệt, đó là nhà cái anh Chí Dâu Đen bên mạng Mai đã ra điểm ra ngưỡng điểm VN Index để cho bà con cư dân mạng Mider, chúng tôi gọi là Mider, dùng token để vào cá cược đánh tài xỉu. Vâng, mức sàn cá cược mức mà nhà cái anh Chí Dâu Đen đưa ra cho buổi chiều ngày hôm nay cũng là cho phiên ngày hôm nay 11 tháng 7. Đó chính là mốc 885 điểm, vâng, 885 điểm tròn. Và rất nhiều anh chị em đã dùng token để mà đặt cờ tài cũng như cờ xỉu. Vâng, xin giải thích một chút, khi mà nhà cái đặt ra ngưỡng 885 điểm thì khi chốt phiên ngày hôm nay nếu như mà ở trên cái mức 885 điểm thì những ai đặt chọn cửa tài sẽ là người thắng cuộc. Còn ngược lại, nếu như mà nó xuống dưới cái mức 885 điểm của nhà cái đặt ra thì những ai chọn cửa xỉu sẽ là những người hốt token. Vâng, đó cuộc chơi rất là vô cùng đơn giản. Và hy vọng các Mider đang theo dõi sàn trực tiếp sàn chứng khoán VN sàn chứng khoán của Việt Nam theo bán theo chỉ số VN Index. Xin thưa mấy các bạn, lúc này là 14 giờ 14 phút 55 giây. Chỉ số VN Index đang xuống ở mức 886.19. Vâng, một con số rất là gần với cái ngưỡng 885. Nó phải rất là sát sao như thế này thì những người tham dự tài xỉu nó mới hồi hộp. Còn nó ngã ngũ ngay hoặc là tài hoặc là xỉu thì nó lại là quá bình thường. Vâng. Và theo các bạn thì tài hay xỉu đây? So với ngưỡng 885 mà nhà cái anh Chí Dâu Đen đã đặt ra thì các bạn theo bạn nghĩ là chiều nay sẽ về tài hay về xỉu? Hiện tại lúc này 14 giờ 15 phút 28 giây thì đang ở mức VN Index đang dừng ở mức 886.6 điểm. Vâng. Chỉ còn 1,6 điểm nữa thôi là xuống cái mức 885. Vâng. Chỉ còn 1 điểm, 1,6 điểm nữa thôi. Vâng, nếu như mà mất 1,61 điểm là coi như là những người xỉu sẽ ôm. Và ngược lại, chỉ nếu mà giữ ở cái mức này, 886 này, hoặc là trên mức 885 thì những ai nổ tài sẽ là cái người ôm toàn ken. Ôm toàn ken, vâng. Sau giờ giải lao, cái phiên bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều, vâng, và đi xuống. Vâng, thưa các bạn, đồ thị của cái chỉ số VN Index mở phiên vào lúc ăn chiều. Trước khi chốt phiên buổi sáng, hiệp đấu thứ nhất của đội đỏ là đang ở mức 894.36. Mở phiên chiều có nhích lên một chút, được 8... được nhích lên một chút, nhưng sau đó vào lúc 13 giờ 25 phút 45 giây thì nó xuống thấp nhất còn có 886.73. Vâng. Sau đó lại lên một chút và hiện giờ lên rồi lại xuống, lên rồi xuống, có lúc xuống đến 885.6. Vâng, và bây giờ thì đang nhích lên một chút là 800, vâng, vừa lên tiếp rồi các bạn, vừa có ngoi lên rồi, 887.48. vâng, xin thưa các bạn, 887.48. vâng, nếu mà lấy chốt của cái đầu cuối phiên sáng, tức là trong ngày hôm nay thôi, chốt ở mức 894.36. vâng, tôi cứ lấy cái mốc kết thúc lúc sáng là 894, vâng, 894.46, vâng, tôi cứ ghi ra đấy, 894, gọi là 894 cho nó tròn đi. Vâng, lấy cái mốc đấy để mà chúng ta xem ra cái phong độ giữa đội đỏ và đội xanh thi đấu trong hiệp 2, tức là cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, phiên thứ hai giao dịch buổi chiều ngày hôm nay ngày 11 tháng 7, thì nó diễn ra đang bây giờ đang là 887.48. Vậy chứng tỏ đội đỏ vẫn đang ở thế tấn công. Vâng, đội xanh có chút phản công nhưng không lại được. Và đội đỏ vẫn là cái đội vẫn tiếp tục ghi bàn trong cái hiệp 2. Trong cái hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Từ chốt của cái phiên sáng là 894 mà bây giờ còn có 887.43. Tức là đã giảm đi mấy điểm rồi. Vâng, đã giảm đi mấy điểm rồi thì có nghĩa rằng sang hiệp 2 này đội xanh tiếp tục bị đội thảo quân thảo. Vâng.
bị đội đỏ, xin lỗi, bị đội đỏ quần thảo vàng và đội xanh khó mà có thể chống đỡ được. Vàng tôi thấy rằng đội xanh nghe có vẻ nhiều cầu thủ đang bị chuột rút, cũng như là rút cơ háng, rút cơ đùi, rồi rút cơ bắp chân, và đang nằm lăn ra sân, và nhân viên y tế đang cầm cáng chạy vào để tiếp để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ đội xanh. Vâng, các cầu thủ đội xanh hôm nay phải nói là một ngày thi đấu phải nói là phong độ vô cùng đã tệ hại. Vâng, vô cùng tệ hại. Nếu mà so với cả hiệp 1 và hiệp 2 thì cho đến lúc này đội xanh đã mất tới 23.96 điểm. Vâng, tức là so với lại cái phiên chốt ngày hôm qua ở mức 911.12 đấy, thì hiện tại đang dừng ở 887.16 thì đã mất tới 23.96 điểm rồi. Vâng, xin thưa với các bạn là như vậy. Vâng, cho vậy cho nên là phong độ của các cầu thủ đội xanh hôm nay thi đấu cực kỳ là kém. Vâng, thi đấu cực kỳ là kém. Đội đỏ đang chiếm ưu thế hoàn toàn áp đảo từ hiệp 1 cho đến tận bây giờ đang sang hiệp 2. Đội đỏ vẫn là những người thi đấu sung sức hơn, vẫn là thi đấu sung sức hơn. Đội xanh tôi thấy ở đây đội xanh, vâng xin thưa và xin thưa với các bạn, đây tôi quay cái màn hình sang đây để một chút để các bạn nhìn. Đây cầu thủ tôi đọc sẽ tên, đọc mã chứng khoán sẽ là cầu thủ. Ví dụ như đây các bạn nhìn thấy cái sắc xanh lơ đây này. Vâng, cái sắc xanh lơ tức là cầu thủ có mang áo số ASM hay là ASM theo tiếng Anh ấy, ASM, vâng, hoặc là cầu thủ mang mang cái áo số ATG hoặc là ATG theo tiếng Anh ấy. Đấy, các cầu thủ mặc áo lúc này là màu áo của các cầu thủ ấy là xanh lơ đấy. Vâng, xin thưa với các bạn, các cầu thủ mặc áo xanh lơ như thế tức là đang nằm sàn đấy ạ. Vâng, ví dụ hoặc là cầu thủ mang áo mã số CMT hoặc là tiếng Anh là CMT, vâng, màu xanh lơ đấy, màu xanh lơ. Những cầu thủ mang khoác áo màu xanh lơ như thế này, vâng, tức là đang kiệt sức rồi. Vâng, đây thêm một ông nữa, CTV, vâng, CTV, vâng, đó thì những cái ông xanh lơ như thế này là đang nằm sàn đấy ạ. DPG, DPG hoặc là DPG, vâng, đó, những cái ông cầu thủ này là đang nằm sàn thi đấu cho đội xanh và đang nằm sàn, vâng, và kiệt sức rồi. HDC, vâng, HDC, vâng, những cái mã đó, đó, hoặc là HRC, vâng, những cái mã xanh lơ này đang nằm sàn này các cụ ạ, các bà quý khán thính giả, đang nằm sàn đấy, sụi lơ hết rồi, sụi lơ, mã cổ phiếu là xuống cả xuống dưới giá, dưới mức giá rồi, trên là có màu xanh lơ, thì những cầu thủ đó đang chờ oxy, đang chờ, đang nằm sân và đang những cầu thủ đó là đương nhiên khoác áo cho đội màu xanh nhưng mà quá nhợt nhạt rồi, thần thái quá nhợt nhạt, không còn đủ sức để thi đấu nữa và đang nằm sụi lờ ở trên sân cỏ, vâng, ở trên sân bóng. Vâng, xin thưa, lúc này đang là 14:21 phút 33 giây và chỉ số VN Index đang ở mức 887.86. Xin thưa mấy các bạn là chuẩn bị đến phiên chốt của buổi chiều ngày hôm nay để quyết định cả cái chỉ số của cái phiên ngày hôm nay. Và theo thông tin tôi được biết, nhà cái anh Chí Dâu Đen ở bên mạng Mai đã ra kèo ở dừng ở điểm số 885, vâng, một điểm số rất sát sao so với lại cái chỉ số hiện tại, hiện nay chỉ còn có khoảng 2.86 điểm nữa thôi. Vâng, vừa xuống rồi, vừa xuống một tí, bây giờ là 887.44. Vâng, xin thưa, so với lại cái mức sàn, cái mức mà ra kèo của nhà cái anh Chí Dâu Đen bên mạng Mai là ở mức 885 thì hiện nay chỉ số đang ở 887.44. Vâng, chỉ còn 2.44 điểm thôi là nó đã chạm đến cái ngưỡng mà nhà cái anh Chí Dâu Đen đã đặt ra để cho bà con cô bác bắt kèo tài xỉu ở bên mạng Mai. Vâng, dùng token các bác ạ, dùng token, vâng, điểm thưởng, vâng, dùng token để mà điểm thưởng. Một cái cách để mà bà con theo cùng theo dõi sàn chứng khoán Việt Nam chính là có thể tham dự vào bắt tài xỉu. Vâng, cái nhà cái cũng phải rất là đau đầu nhức óc thưa các bạn. Cái nhà cái vô cùng đau đầu nhức óc bởi vì là phải biết được cái tình hình, kể cả không có cái chuyên môn chuyên sâu hay là không tham dự vào đây nhưng mà cũng phải đau đầu nhức óc để đặt ra một cái con số. Bởi vì nếu như đặt một số mà thấp quá, người ta nhà chơi, người chơi người ta đặt hết vào cửa tài, thế thì mình vỡ nợ. Ngược lại mà mình lại đặt cao quá thì người chơi người ta lại ôm hết vào cửa xỉu thì mình cũng tan hoang luôn. Đấy, cho nên là chính là cái
cái nhà cái anh Chí Dâu Đen là đau đầu lắm, chứ không phải là đơn giản đâu, không hốt token được của bà con đâu, cùng lắm giỏi lắm nếu như bà con thanh toán đầy đủ không chạy làng một chút nào ấy, thì cũng chỉ được đôi ba token gọi là có vui có thưởng để mà gọi là lấy tinh thần cho anh Chí thôi, chứ còn nói này đầu óc để suy nghĩ tính toán để ra mức kèo nó là cả một vấn đề các bác ạ. Vâng, nó cả làm vấn đề đấy, chứ không đơn giản. Nếu như các bác không tin, các bác cứ thử một lần làm trương cầm cái trong cái canh bạc, kể cả canh bạc vui chơi có thưởng chỉ là những cái điểm số rất là vô thưởng vô phạt thôi nha, chưa nói là cái chuyện tiền nong gì cả. Thế nhưng mà nó cũng đau đầu, nó thể hiện cái trình độ của mình các bác ạ. Vấn đề nó thể hiện cái trình độ của mình, cái trình độ của nhà cái. Nó amateur hay không, hay nó già dơ, hay là nó tay cứng cựa. Đấy, nó vấn đề nó ở chỗ đó. Cho nên là ra một cái mức điểm mà để mà cho đánh tài xỉu nó đòi hỏi một cái sự gay cấn. Vâng, theo như tôi hôm nay tôi tự đánh giá nhà cái anh Chí Dâu Đen ở bên Mạng Mai là ra một cái cửa ở cái mức điểm là 885 cho bà con đánh tài xỉu là một cái mức rất là hợp lý. Vâng, rất là hợp lý, bởi vì nó phải diễn biến xung quanh cái mức đó, và hiện giờ VN Index 14:24 đang ở 887.46. Vâng, những bác nào đi theo cửa tài đang nở nụ cười, còn những ai theo cửa xỉu, xin lỗi các bác là chúng ta vẫn phải hồi hộp chờ đợi thêm một chút nữa, để một khoảng thời gian nữa để biết xem là liệu chốt phiên nó dưới mức 885 điểm hay nó ở mức ở trên 885 điểm. Vâng. Xin thưa mấy các bác, vâng, vẫn nhìn thấy một số các cầu thủ vẫn sụi lơ, tức là màu xanh lơ. Những cầu thủ mang mã số ví dụ ATG, BID, vâng, theo tôi nhìn thò quan sát thì đang nằm sân, và đang nằm sân và đang chờ các bác sĩ vào để xoa bóp. Vâng, đang bị rút cơ, chuột rút, đang bị rút cơ và không chạy được, đang nằm đo ván trên sàn đấu rồi. Vâng, các cầu thủ khác của đội xanh, tức là đội thi đấu cho cửa tài, thì cũng trong ngày hôm nay thì cũng rất là vật vờ, vì có vẻ là vì thời tiết quá nắng nóng. Nắng nóng do thời tiết ở bên ngoài, nhiệt độ ngoài sân lúc này chắc là phải tầm đến 40 độ C hoặc là hơn. Vâng, xin thưa với các bạn, có thể là hơn 40 độ C nữa, cộng với là cái sức nóng. Vâng, có một cái sức nóng rất là vô hình, tôi nghĩ rằng nó, nhưng mà nó lại có một cái sức công phá như một quả bom nguyên tử. Đó chính là cái tin mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa mới nói rằng sẽ áp mức thuế, gói thuế trên gói hàng hóa trị giá 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào nước Mỹ. Vâng, 200 tỷ sau một cái cú thôi sơn 34 tỷ và cái cú vờn vờn tiếp theo là 16 tỷ, tức là tổng cộng hai cái cú thăm dò đó nó khoảng 50 tỷ đô. Thì có một cái cú quyết định, tôi nghĩ rằng cái cú 200 tỷ sắp tới được thông qua, và trong tuần này họ sẽ lên cái danh mục hàng hóa để mà đánh thuế 10% mà thuế nhập khẩu vào nước Mỹ, nó nước Mỹ lên thì nó sẽ làm cho Trung Quốc thị trường hiện tại. Các bác có thể qua ngó qua cái thị trường chứng khoán của bên Trung Quốc thì các cái chỉ số thị trường chứng khoán ở bên Trung Quốc hiện tại cũng một màu đỏ tươi, một màu đỏ tươi mà theo như một nhận định của một bạn đặng nói rằng đó là nhuộm máu bến Thượng Hải. Vâng, nhuộm máu bến Thượng Hải, chỉ cần năm từ thế thôi là phác họa được chân dung đầy đủ của sàn chứng khoán phía một cái quốc gia ở phía bắc của Việt Nam. Vâng, một lãnh thổ có tiếp giáp với lại biên giới phía bắc của Việt Nam. Dạ vâng, tôi xin dùng đúng cái câu chữ của ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam phát biểu trên sàn Quốc hội. Vâng, một quốc gia tiếp giáp với biên giới phía bắc của Việt Nam, bằng sàn chứng khoán của họ, thì nếu như các bạn muốn nghe thông tin thì chỉ cần nhớ năm từ mà thôi, nhuộm máu bến Thượng Hải. Vâng, xin thưa, chỉ cần năm từ đã phác họa đầy đủ sàn chứng khoán của cái nước mà có tiếp giáp với đường biên giới phía bắc của đất nước Việt Nam. Vâng, xin thưa với các bạn là như vậy ạ. Và quay trở lại sàn chứng khoán VN Index, xin thưa, lúc này sắc đỏ tràn ngập, đội đỏ đang áp đảo, VN Index đang rớt xuống nhẹ nhẹ ở mức 887.32, vâng, 887.32, so với cái mức điểm mà anh Chí Dâu Đen đặt đưa ra để đặt cửa tài xỉu chỉ còn có 2.32 điểm mà thôi. Vâng, một con số vô cùng là mong manh, xin thưa với các bạn. Là một con số vô cùng mong manh. Những bác nằm cửa tài vẫn chưa phải là chắc là người ôm tung ken, và những người đặt cửa xỉu thì vẫn hoàn toàn có đầy tràn đầy cơ hội để mà hy vọng. Bởi vì như các bác theo dõi phiên tường thuật của bình luận viên anh Chí vào ngày hôm qua thì đến cuối phiên đã rớt mất, chỉ cần có mất 4 điểm thôi. Vâng, chỉ 4 điểm thôi nhưng nó đã quyết định số phận của rất nhiều các bác theo cửa tài hoặc cửa xỉu. Vâng.
Vàng 887.32 và thời gian lúc này là 14:28. Vâng, 14:28 theo giờ Hà Nội. 800. Ồ, lên một chút rồi. Vâng, xin thưa các bạn, có một sự điều chỉnh nhẹ. Đội đội xanh mới phản công được một chút, chỉ số tăng nhích nhẹ lên một xíu, đó là 887.59. Mặc dù xíu tí thôi, nhưng cái xíu thế thôi nó cũng vẫn coi là có sự tăng trưởng. Vâng, xin thưa các bạn, cho sự tăng trưởng là tức là cách đây, so với cách đây 1-2 phút thôi, chứ còn so với, xin thưa các bác, mà so với hiệp 1 ở mức 894 thì hiện tại cũng mất đến gần 7 điểm rồi. Thế còn so với lại chốt phiên ngày hôm qua ở mức 911.12 thì thậm chí bây giờ đã mất đến 23,53 điểm rồi, thưa các bác. Vâng, hiện tại theo quan sát của tôi ở từ buồng cabin tường thuật trực tiếp thì dưới sân các cầu thủ thi đấu và trên khán đài có tới lượng khán giả theo dõi trực tiếp ở trên sân bóng, trên sân đấu lúc này là có 569 người. Vâng, sau 569 rồi, 571 tiếp tục có những người đã mua vé vào để xem cái buổi tường thuật trực tiếp ngày hôm nay. Vâng, hơn 500 khán giả đang theo dõi cái phiên cái buổi tường thuật trực tiếp của bình luận viên Anh Chí Dâu Đen theo cái sàn chứng khoán. Vâng, xin thưa các bác, 14:29:27 và VN Index đã nhích lên một chút, 888.29. Vâng, một con số rất là đẹp, 3 số 8 liền nhau, 888.29. Vâng, các bác cửa tài đang có vẻ là tươi cười phấn khởi. Các bác đi theo cửa xỉu nghe có vẻ mặt hơi buồn rầu một chút. Vâng, hơi thôi chứ còn chưa phải cái nét buồn trên mặt. Tôi theo quan sát các nét buồn trên mặt của các bác nó chưa gọi là rõ nét lắm. Vâng, bởi vì làm sao là nó chưa đến cái lúc mà nó chốt hạ. Vâng ạ, nó chưa đến lúc chốt hạ. Vâng, 888.29. Ôi, lại xuống rồi. Các bác cửa xỉu lại có một chút tin mừng. Đó là 887.86. Vâng, 887.86. 14:30, anh Chí Tô Đen xin nhắc lại, 14 giờ, vào lúc 14:30 ngày 11/7/2017, chỉ số VN Index đang dừng ở mức 887.86 và trước khi chốt phiên liệu có xuống dưới mức 885 hay không, hay là vẫn ở trên mức 885. Cuộc theo dõi này cực kỳ gay gấn và rất hồi hộp giữa trận đấu giữa đội xanh và đội đỏ. Đội xanh thi đấu cho cửa tài và đội khoác áo màu đỏ thi đấu cho cửa xỉu. Vâng, và theo quan sát của chúng tôi, trong số gần 600 khán giả đang theo dõi tường thuật trực tiếp trận đấu ngày hôm nay thì đại đa số các khán giả lại hâm mộ đội khoác áo màu đỏ, tức là đánh theo cửa xỉu. Vâng, rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu này là theo cửa xỉu, tức là cổ vũ cho đội đỏ. Vâng, đang cổ vũ cho đội đỏ. Vâng, vừa mới xuống rồi. Vâng, đội đỏ vừa mới ghi tiếp một số bàn thắng, hiện tại là 887.9. Vâng, 887.9. Đội xanh đang cố gắng để kiểm soát, để phản công lại. Vâng, nhưng mà để xem cái sức của đội xanh đến đâu. Vâng, sức đội xanh đi đâu, có lẽ đội xanh cần phải có một cái sự doping nào đó. Vâng, có một cái sự bơm doping nào đó thì mới hy vọng có một chút gì đó. Vâng, trận đấu ngày hôm nay về nhìn về tổng quát là đội xanh đã thua gần như là tuyệt đối. Vâng, gần như là tuyệt đối. Nếu như mà lại còn xuống ở mức 885 thì coi như đội xanh hoàn toàn là không còn gì để mà nói nữa. Vâng, đến cái mức đó thì gọi là không còn gì để mà nói nữa. Hiện tại đã mất đến 23.22 điểm rồi, thưa các bác. Hơn 23 điểm rồi. Và nếu mất tiếp 2 điểm, khoảng độ 3 điểm nữa thì mất rơi khoảng hơn 25 điểm. Thì chắc là đội xanh về nhà sẽ bị cổ động viên không những ném đá. Tôi nghĩ rằng không những là ném cà chua trứng thối như là đội cầu thủ Neymar của đội Brazil khi mà thua trận World Cup trở về nước ấy, thì bị dân chúng Brazil xông ra là vác trứng thối, cà chua trứng thối ném vào xe buýt chở cả đội. Thế thì nếu như hôm nay mà chỉ số VN Index xuống ở dưới mức 885 thì theo tôi nghĩ là các cầu thủ của đội xanh, vâng, các cầu thủ đội xanh khi mà trở về sẽ rất dễ bị các cái cổ động viên cũng như là các nhà đầu tư của mình sẽ gọi là, tôi nghĩ rằng không chỉ có ném đá và cà chua trứng thối đâu, xin thưa các bác. Tôi nghĩ rằng có những fan nữ quá khích sẽ cầm thủ những cái dao phóng lợn, vâng, xin xẻo ngay hai viên bi của mỗi cầu thủ luôn. Vâng. Vâng, rất hồi hộp.
Bởi vì những cái lúc thời điểm này 887.9, vâng, liệu có dưới 885 hay không, để cho các bác cử xử là những người hốt token hay không, hay vẫn đứng dừng chốt phiên ở mức 887.9 để cho các bác cửa tài sẽ là cái người nở nụ cười may mắn trong ngày hôm nay. Vâng, vẫn còn thời gian một chút nữa thôi là sẽ đến phiên chốt cuối cùng, mà những giao dịch cuối cùng và chốt, và chỉ số sẽ là biểu hiện cho cái chỉ số ngày hôm nay, đóng cửa ngày hôm nay. So với ngày hôm qua chốt ở phiên ở mức 911.12 thì đương nhiên hôm nay đã là mất rất nhiều rồi. Vâng, mất rất nhiều rồi. Đội xanh thi đấu rất là vô cùng là tệ hại và bệ rạc, cho nên đã mất tới 23.22 rồi. Vâng. Vâng, có bác vừa mới cung cấp thông tin. Dạ vâng, có chắc là các bác nào hỏi tôi mãi rồi. Bạn Trịnh Anh Tuấn có cung cấp là 10 điểm. Mỗi một điểm chứng khoán ở sàn chứng khoán Việt Nam sẽ tương đương 30 điểm. Xin thưa với các bạn, tôi đọc luôn, 10 điểm tương đương với 1 tỷ đô la. Tức là mỗi một điểm chứng khoán sẽ tương đương với 140 triệu đô la. Vâng, xin thưa với các bạn. Và các bác nhân với tỷ giá chợ đen là 23.000, hơn 23.000 thì nó ra cái số tiền mấy nghìn tỷ. Tôi cầm chắc hơn 3.000 tỷ đồng. Dạ vâng. Cầm chắc hơn 3.000 tỷ đồng cho mỗi một điểm chứng khoán ở sàn chứng khoán Việt Nam. Đó, thì để các bác nào chưa rõ thì cùng chúng ta có cái thông tin để theo dõi, biết rằng mỗi một điểm chứng khoán bay mất thì nó sẽ tương đương với là quy ra tiền đồng, sẽ là theo như cái ngôn từ chúng ta gọi là quy ra thóc thì mất bao nhiêu thóc. Dạ xin thưa, mỗi một điểm sàn chứng khoán Việt Nam thóc đầy, tức là thóc đô la Mẽo thì là 140 triệu đô, còn thóc Việt hơn 3.000 tỷ đô, xin lỗi, hơn 3.000 tỷ đồng. Vâng, tôi có bạn Hà Minh Nhiếu Hà đang đi làm mà cứ ngóng cách clip này, không làm ăn gì được anh chị ơi. Vâng, xin thưa mấy bạn, đấy là lỗi của bạn, không phải lỗi của tôi. Nếu như bạn sếp bị sếp của mắng, hay là nếu như bạn có đi chở hàng cho vợ là bán làm chủ doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn, hay cửa hàng bán lẻ chẳng hạn, mà bạn chậm trễ không giao khách hàng thì đấy là lỗi của bạn, không phải là lỗi của tôi nha. Tại sao bạn đang làm việc bạn lại đi rình rình theo dõi những cái tay bình luận viên anh Chí Dâu Đen này làm gì, để ảnh hưởng đến công việc của bạn? Vậy là bạn không được ỉa dạ, không được đổ vạ cho, mà nếu như có bị sếp phạt hay là vợ trách tối không cho nằm ngủ cùng, bạn cấm đổ vạ tại tay bình luận viên anh Chí Dâu Đen nhá. Vâng, xin thưa với các bác. Xin thưa mấy các bác, lúc này đang đứng rất lâu, vâng, đang đứng lâu đến 5 phút này rồi, vẫn đứng ở mức 887.9, dạ, xin thưa là vẫn 887.9, vâng, tức là cho đến lúc này các bác nào đi cửa tài vẫn là nổ, vẫn là ô token, còn các bác nào cửa xỉu thì có lẽ phải chia tay, nói lời chia tay với token của mình, đã cược với nhà cái ăn Chí Dâu Đen ở bên mạng Mai đi mà thôi. Vâng, rất lâu, vâng, vẫn cứ đứng ở mức 887.9, vâng, 887.9 các bác ạ, 887.9. Liệu các cầu thủ đội đỏ có thi đấu hào hứng, hấp dẫn như buổi sáng nữa hay không, hay là đầu giờ chiều hay không, hay là cuối về những cái phút cuối cùng thì các cầu thủ đội đỏ cũng cần có một chút thư giãn về mặt thể lực, cho nên là không tấn công ào ạt nữa mà sẽ ghi bàn ở mức đó thôi. Vâng, và có một chút gì đó để cho các cầu thủ đội xanh còn có một chỗ mà rửa mặt khi mà trở về. Nếu không thì sợ các fan nữ là những fan nữ mà đầu tư rất nhiều vào sàn chứng khoán sẵn sàng cầm dao phóng lợn để mà xin hai hòn bi của mỗi cầu thủ. Vâng. Vâng, xin thưa mấy các bạn, chiều ngày hôm qua cái lúc cuối là chốt ụt một phát là 4 điểm, nó khác ngay đấy nhá. Vâng. Vâng, cho nên là chúng ta phải theo dõi đến kỳ cùng. Chúng ta theo dõi đến cùng. Vâng, bạn Phạm Hải, Bến Thượng Hải. Vâng, các bạn rất cảm ơn các bạn còn ở đây. Vì tôi mãi theo dõi cái sàn này thì tôi không có thời gian ngó sang cái mạng khác. Bến Thượng Hải, số đẹp 2777.17, mất đến 49,85 điểm. Vâng, xin thưa các bạn, nhuộm máu Bến Thượng Hải, đó là cái con số mà Bến Thượng Hải nhuộm máu là như vậy. Tám
887.9, liệu có xuống nữa hay không? Liệu chốt phiên có xuống nữa hay không? Hay là đã dừng ở cái mức này rồi? Vâng, đối với cái nhà cái anh Chí Dâu Đen thì thực ra ấy, thì tài hay xỉu thì cũng không có đáng ngại lắm. Bởi vì trong thiên hạ thì người chơi có rất nhiều người chọn cửa xỉu và cũng có nhiều người không kém là vẫn chọn cửa tài. Nếu như trong ngày hôm nay theo như cái chỉ số nếu như vẫn đứng ở mức 887.9 này và không có một chút gì thay đổi nào nữa thì... thậm chí tức là sẽ nổ cửa tài so với cái mức 885 mà anh Chí Dâu Đen đặt ra thì nhà cái anh Chí Dâu Đen ở bên mạng mai vẫn hốt được 3-4 token đó thưa các bạn, bởi vì là có nhiều người theo cửa xỉu hơn. Mình là nhà cái đôi khi mình tốn trí não một tí nhưng mà cho người chơi hai bên lấy mỡ nó ra nó, mình ở giữa thắng nhiều khi mà hốt thì hốt được đó, cũng phải đôi chục cái token ấy. Chỉ trừ trường hợp sợ nhất là người chơi người ta chạy làng thôi, còn nếu không thì là cũng là vui chơi có thưởng để cho có chỗ để bà con như là cái quán trà trà đá vỉa hè đấy, mà bà con có cái chỗ mà gặp cái ông chủ quán bán nước nó vui tính thì ngồi trà đá vỉa hè mất bỏ ra đôi 3.000 làm cái cốc trà đá xong rồi chém gió với nhau nó vui, nó ăn nhau nó ở chỗ đó, ăn nhau nó ở chỗ vui. Vâng, tôi nghĩ rằng chắc là hôm nay dừng ở mức 887.9 mất rồi. Vâng, tôi nghĩ là dễ là dừng cái mức này lắm. Rất dễ ở dừng cái mức này. Vâng. Xin thưa mấy các bạn là nhiều bạn nói rằng là máy bơm đâu mà không được sử dụng. Và xin thưa mấy các bạn, theo tôi nghĩ rằng có lẽ máy bơm, các bạn chắc là có thể không theo dõi là cái máy bơm của mấy ngày hôm nay. Máy bơm chạy hết công suất, xin thưa mấy các bạn thế ạ. Tôi xin tiết lộ luôn với các bạn, máy bơm chạy hết công suất. Vâng, và nó xảy ra mấy tình trạng như sau. Thứ nhất, máy bơm nóng quá, chập điện cháy. Vâng, có một số máy bơm chập điện cháy. Cái một số thứ hai là điện nóng quá, điện áp lưới cũng gây ra mất điện. Vâng, cho nên máy bơm cũng không hoạt động. Cái thứ ba nữa là muốn bơm thì phải có nước. Vâng, xin thưa nhiều cái ao nó hết sạch nước rồi thì bơm bằng bùn à các bác. Vâng, chính vì thế cho nên hệ thống máy bơm đến ngày hôm nay là tê liệt hoàn toàn. Tôi nhận định thấy là hoàn toàn tê liệt, không có bơm biết gì được, tất cả sức đẩy không có một chút nào tất cả, và đội đỏ đang áp đảo tuyệt đối trong ngày hôm nay tới mất tới 23.22 điểm như thế này. Vâng, thì các máy bơm cũng là bỏ xó hết rồi. Vâng, xin thưa với các bạn thế ạ. Máy bơm, các máy bơm là có lẽ là cần phải thợ sửa chữa để mà vào đại tu thì may ra để trong những cái phiên tiếp theo, vào những cái ngày tiếp theo thì xem liệu có bơm được hay không. Vâng, bơm để mà bơm được, và vâng xin thưa với các bác, bơm được nó phải có phụ thuộc nhiều yếu tố. Thứ nhất là những cái ông mà thợ kỹ thuật không được bỏ đi tán gái hoặc là đi xem World Cup mà phải trực đầy đủ 24/24. Cái thứ hai là máy móc phải tra dầu mỡ đoàng hoàng, vận hành trơn tru, không được xảy ra sự cố. Cái thứ ba, muốn bơm, cái quan trọng nhất muốn bơm là phải có nước thì mới bơm, mà không có nước thì chẳng nhẽ cắm lên đường nhựa để bơm mà. Rồi, chào Bùi Nguyễn Hoàng Phúc. Rồi, xin chào Bùi Nguyễn Hoàng Phúc. 30 chưa phải là Tết. Vâng, đúng rồi. Ok, hôm nay tôi biết bạn theo cửa xỉu. Vâng, và lúc này đang 887.9. Vâng, và mức của tôi đưa ra đó là 885. Vâng, vẫn còn hai hơn, còn khoảng 3 điểm nữa. Nếu như mất 3 điểm, nếu như đội đỏ thi đấu và ghi bàn được 3 điểm nữa thì những ai theo cửa xỉu sẽ thắng. Còn ngược lại thì đội xanh mà vẫn kháng cự ở cái mức tầm như thế này, mặc dù yếu ớt nhưng mà vẫn kháng cự được như thế này thì là các bác đi cửa tài. Vâng, các bác đi cửa tài sẽ là người ôm token. Vâng, chỉ số hiện tại 887.9 VN Index. Vâng, tôi chỉ theo cái VN Index thôi, còn các cái chỉ số khác như VN30 Index hoặc HNX Index hoặc HNX30 Index thì cũng có theo dõi nhưng mà không căn cứ, lấy đó làm căn cứ. Vâng, nhưng mà chính thưa với các bạn, theo trước mắt tôi thì 6 cái chỉ số đều là đỏ hết, không có một chỉ số nào mang sắc xanh cả. Nếu như các bác đang phải bận làm gì đó và chỉ nghe chứ không nhìn thì tôi xin nói các bác thế, tất cả tràn ngập, mà 6 chỉ số đều tràn ngập sắc đỏ. Vâng, không có một chỉ số nào sắc xanh cả, và VN Index mất tới 23.22 điểm. Vâng, tức là mất trị giá là, về trị giá là mất đến 2.55% giá trị của VN Index. Vâng, lúc này tôi quan sát
đưa ánh mắt lên phía khán đài thì đã có tới hơn 700 khán giả vào theo dõi trận đấu này rồi. Theo dõi cái trận đấu của các hai cầu thủ hai đội và xanh đỏ. Vâng, đội xanh và đội đỏ. Vâng. Rất là cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian bố trí công việc mà để mà theo dõi cái trận đấu này. Trận đấu diễn ra trên sàn chứng khoán, sân đấu chính là sàn chứng khoán Việt Nam và cái khu hai cầu thủ có hai đội bóng thi đấu, một đội mang khoác màu đỏ, một đội khoác màu xanh, và quả bóng ở đây được các cầu thủ đang sử dụng chính là VN Index. Vâng, quả bóng VN Index lúc này đang dừng ở mức 887.9 điểm và cái mức dừng này đã đến kéo dài đến 10 phút này rồi. Vâng, xin thưa với các bác, không biết đã đến lúc chốt phiên hay chưa đây. Vâng. tám tám bảy chấm chín. Vâng, tôi nghĩ có lẽ là 887.9 rồi. Cái mức mà tôi đặt ra hôm nay cho mọi người theo tài xỉu đó là 885. Vâng, 885. Vâng, chỉ còn 3 điểm nữa thôi là đến cái mức đó, là dưới cái mức đó. Mà nếu như giữ mức ở 887.9 chốt phiên ngày hôm nay ở đây thì vẫn còn ở trên cái mức mà tôi đặt ra. Vâng, có bạn nói xuống, bạn Huy Lê nói rằng xuống sâu quá thì hậu quả như thế nào. Vâng, xin thưa mấy bạn, sẽ có nhiều bạn khác bình luận nhưng mà tôi chỉ bình luận ngắn gọn, tranh thủ tôi bình luận mấy các bạn nói ngắn gọn như thế này. Nếu mà xuống nữa bằng sàn, cái quả bóng VN Index cứ rơi, cứ bổ nhào thì xin thưa mấy các bác là có lẽ là cái cửa hàng bán bị và bán gậy có lẽ là sẽ được trở thành rất là đắt hàng. Vâng, xin thưa mấy bạn là như thế ạ. Vâng, 887.9. Vâng, tôi sẽ cung cấp trong lúc chờ đợi chốt phiên, hoặc là vâng, lúc này là 14:45 theo cái ấy của tôi là tôi tạm dừng rồi đó, nhưng mà thôi tôi vẫn cứ nói tiếp với các bác một chút. Có một số các bác cần theo dõi sàn chứng khoán hoặc là các bác chơi chứng khoán thì không nói làm gì rồi, bởi vì các bác những người chơi là thường những người có tiền, và những người có tiền thì bao giờ họ cũng tìm hiểu thông tin rất là kỹ rồi. Và có lẽ tôi chỉ nói với những cái các bác gọi là theo dõi sàn chứng khoán như tôi, tức là chả có cái đồng tiền nào bỏ ra mua chứng khoán cả, nhưng mà mình lại cứ thích xem, khổ quá, mình thích xem, ai cấm mình xem đâu. Xin thưa mấy các bác, lên rồi. Chia buồn với các bác cử xỉu, ngày hôm nay đã máy bơm vẫn có một số máy hoạt động. Vừa rồi chỉ số VN Index vừa mới tăng 893.16. Vâng, 893.16 các bác ạ. Vâng, tăng liền lúc mấy điểm. Như vậy hôm nay là xin chúc mừng các bác theo cửa tài và xin chia buồn với các bác cử xỉu rồi. Các bác cửa tài xỉu ở đây nó phải căn cứ theo cái mức điểm ngạn ngạch mà cái nhà cái đưa ra. Vâng, nhà cái anh Chí Rô Đen bên Mạng Mai ngày hôm nay trong phiên chiều ngày hôm nay đặt ra ở mức 885. Vâng, và hiện tại lúc này quả bóng VN Index, tức là chỉ số VN Index trên sàn chứng khoán Việt Nam đang rơi ở mức 893.16. Vâng, tôi nghĩ rằng cái lúc này có lẽ là đã là 893.16, có lẽ là chốt phiên ngày hôm nay mất rồi. Vâng, vậy thì có lẽ những các bác nào đi cửa tài là những người mở bia, và những cái bác nào đi cửa xỉu có lẽ là cũng phải mở bia. Vâng, tôi nghĩ là như thế. Các bác cứ vui lên đi, cứ hãy vui lên đi. Mất vài token đối với lại cái tay anh Chí Dâu Đen nói liên thiên bát đảo đó thì cũng gì là vui thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến nồi cơm hay là bát gạo của các bác, nuôi con gia đình của các bác đâu. Cho nên là các bác cứ vui vẻ đi, không có gì mà các bác phải cay cú rồi chứ cả. Mặc dù nó có một chút cá độ đấy nhưng mà không nên cay cú. Theo tôi là như thế, cứ không nên cay cú. Đời chúng ta cứ thỉnh thoảng nó nhiều chuyện buồn quá rồi, anh em chúng ta đi nhiều thứ nó buồn quá rồi.
chúng ta có cũng phải có một chút nó gì đấy cho nó vui các bác ạ. Phải tìm nụ cười, phải tìm nụ cười cho riêng mình, và trong gian khó nhưng mình vẫn phải tìm ra cái cách thức mà có cái tìm cái nụ cười, tức là mình vẫn phải nhìn thấy cái tương lai gì đó nó ở sẵn lạ le lói, mặc dù mình đang ở trong một màn đêm đen tối thì mình vẫn phải hy vọng mình tìm thấy một cái tên là thì đó cái sàn chơi mai mà dùng token điểm thưởng để chơi thì tôi chỉ phòng mục đích kiếm mang lại niềm vui cho các bác, bởi vì tôi cam đoan rằng các bác có đi tài hay đi xỉu thì cuối buổi các bác vẫn cứ cười. Vâng, xin thưa mấy các bác. Và các bác gái, tôi đề nghị lưu ý các bác gái thấy các bác trai tham gia vào cái đó, nhưng mà các bác đừng nghĩ rằng các bác đấy mất một chút thời gian như tôi đây, nhà cái còn mất thời gian hơn rất nhiều, bỏ hết cả công việc làm ăn kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con mà phải đi làm tường thuật thế này giúp cho các bác không công. Thế nhưng tôi nghĩ rằng mang lại niềm vui cho các bác, mang lại hạnh phúc trong gia đình của các bác đó, những cái màu màu rất nhỏ tôi có thể đóng góp không nhiều, những cái màu màu đóng góp đó các bác tham gia token vào, dùng token vào không ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo của các bác đối với con, đối với vợ với con các bác, và lại vẫn lại mang lại nụ cười. Sau tôi cam đoan rằng sau mỗi lần như thế là các bác cười vui vẻ. Thế mà các bác trai mà cười thì đương nhiên đến đêm các bác gái chắc chắn là được sung sướng nhé, còn gì nữa, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tôi nói rồi, các bác đừng có trách các bác trai làm gì nhá, để cho các bác trai thỉnh thoảng thôi chứ không phải ngày nào tôi cũng sẽ đâu, nhưng mà giai đoạn này là nó đang ở giai đoạn gọi là dầu sôi lửa bỏng các bác ạ, dầu sôi lửa bỏng cho nên nó mới có những cái phiên thường chuột gọi là liên tục thế thôi, chứ còn thực ra là từ trước đến nay tôi có tuyệt tham gia có mất quá nhiều thời gian để mà ngồi bình luận như này giao lưu với các bác đâu. Đấy, chứ các bác phải có những lúc cuộc đời con người nó rất là dài, nói dài thì dài mà nói ngắn thì ngắn, thực ra là như thế. Nhưng mà thôi cứ tạm gọi như thế này, thỉnh thoảng mới có một cái trận như này để cho các bác cái giao lưu với một cái tay râu ria đen, râu ria lởm chởm, đen xì lởm chởm để cho nó vui một tí. Vâng, cuộc đời nhiều khi là cũng không gặp được mặt được nhau xa quá. Vâng, điều đi ngăn sông cách trở rồi là đủ thứ rồi, cấm lệnh cấm vận từ bộ công an linh tinh lèo tèo tất cả. Cho nên là đôi khi anh em chúng tôi không có thời gian được ngồi với nhau thì thông qua cái mạng bằng điện toán như thế này là chúng tôi có thể giao lưu với nhau được cách mặt, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được cái tình cảm của nhau, thì cho chúng tôi ngồi cá độ với nhau dùng token một tí không ảnh hưởng đến nồi cơm. Vâng, xin nhắc lại, token không ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo, không ảnh hưởng đến tiền trong ngân hàng, tài khoản ngân hàng của các bác, nhà các bác, và cũng đặc biệt cũng chả liên quan gì đến cái diện quỹ đen quỹ đỏ của các bác trai bác cái cả. Cho nên các bác nếu như có token mà muốn token, các bác phải viết bài hay, nhiều người xem thì mới có token, chứ không phải token không tự dưng trên trời rơi xuống, mà token phải do các bác tự làm ra, viết những bài hay, bình luận những câu hóm hình bằng, hoặc là phải là subscribe rất nhiều người, hoặc đặc biệt có những người khác, những anh đẹp trai, những chị đẹp gái gửi tặng các bác những cái phần quà là token chẳng hạn, thì các bác có token đó các bác mới tham dự vào cái cuộc đánh tài xỉu như ngày hôm nay được, ví dụ như thế. Rồi, có lẽ 14:50. Vâng, tôi xin dừng phiên tường thuật ở đây. 893.16, quả bóng VN Index dừng ở mức 893.16. Xin chúc mừng các bác đi cửa tài trong ngày hôm nay, và xin nở nụ cười chưa được tươi tắn lắm với các bác đi cửa xỉu trong ngày hôm nay. Và xin cảm ơn hơn 600-700 khán giả đã theo dõi cái buổi tường thuật trận đấu giữa đội xanh và đội đỏ trên sân đấu sân vận động chứng khoán Việt Nam, và dõi theo quả bóng VN Index. Vâng, chốt phiên 893.16. Xin chúc sức khỏe tất cả các bác, và cảm ơn sự theo dõi và chú ý lắng nghe của